Thưa quý vị, và trong một khoảng thời gian ngắn khi mà dịch COVID-19 quay lại, số ca mắc và tử vong đã tăng nhanh. Điều này đã khiến cho nhiều người dân lo ngại liệu có phải là do virus này đã biến chủng. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa có những chia sẻ xung quanh về vấn đề này. Các bệnh nhân nặng mắc COVID-19 đang điều trị được đánh giá nguy hiểm nhất là bệnh nhân có bệnh lý nền nặng, đặc biệt là bệnh nhân đang phải chạy thận nhân tạo. Thời gian qua, đa phần trường hợp tử vong do nguyên nhân này. Có những người đã chạy thận nhân tạo hơn 10 năm, khiến tình trạng suy giảm miễn dịch ở cơ thể gia tăng. Bên cạnh những cái bệnh lý nền là thận nhân tạo thì những cái biến chứng như là suy tim, ảnh hưởng đến chức năng gan, chức năng hô hấp, là đây là những cái cơ hội rất lớn để cho virus có thể làm tăng nặng những cái biến chứng của những cái bệnh nền người bệnh. Và có những bệnh nhân chúng ta mặc dù đã cấp cứu, tận tình cứu chữa nhưng mà cũng không qua khỏi. Trong đợt dịch COVID-19 đầu năm 2020, Việt Nam đã tạo nên kỳ tích khi điều trị thành công cho bệnh nhân 91. Bệnh nhân này đã có số ngày điều trị trên 100 ngày, nhiều lúc rơi vào tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã tính tới phương án ghép phổi. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ngành y tế Việt Nam, nam phi công đã phục hồi ngoạn mục. Tuy nhiên, giữa bệnh nhân 91 và các bệnh nhân nặng mắc COVID-19 tại Đà Nẵng có nhiều điểm khác biệt. Các bệnh nhân này đã diễn tiến bệnh lý, có những bệnh nền rất là diễn tiến rất lâu rồi. Và chính vì những cái bệnh nền này đã làm cho những cái biến chứng, ví dụ như là suy tim, suy thận và suy dinh dưỡng của cơ thể. Và như vậy thì cái khả năng đáp ứng của các bệnh nhân ở tại thành phố Đà Nẵng so với cả K91 là rất kém. Cơ thể bệnh nhân đã bị giảm miễn nhiễm và đối với cả khi mà COVID-19 xâm nhập thì đây là một cơ hội cũng như là một giọt nước làm tràn đầy ly và tình trạng bệnh nhân trở nặng rất nhanh. Ngày 13 tháng 8, Bộ Y tế tiếp tục cử chuyên gia đầu ngành vào miền Trung phối hợp với Bộ Chỉ huy Tiền phương của Bộ tại Đà Nẵng cùng các chuyên gia đã có mặt tại khu vực này tiếp tục nâng cao năng lực điều trị cho bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là bệnh nhân nặng. Việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 cần phải được phát hiện sớm, theo dõi và có những biện pháp xử lý càng nhanh càng tốt để hạn chế sự lan rộng của virus trong cơ thể bệnh nhân, cũng như hạn chế những biến chứng do các bệnh lý nền hoặc do COVID-19.